Rồi, hello chào mọi người nha. Bữa nay mình chia sẻ cho mọi người cách mà chỉnh mà đổi mật khẩu cái bo Exun này nè. Đã giả sử trường hợp hiện thường á, cái bo chuẩn của nó là nhà sản xuất nó sản xuất ra là mật khẩu chuẩn của nó là 2013. Đó, hiện thường mình bấm hai cái nút này, B trừ là sẽ nhảy ra 0000. Đó. Trường hợp mà mật khẩu của nó là đa số là 2013 nha. Đó. Em bấm chưa? Mười nè, ba nè, ở trong bấm nút S nè, đó 00 này là mình bấm số 1 là chương trình tốc độ chậm của nó, đó chương trình tốc độ chậm của nó, giả sử bấm S nè, đấy, 20, 13, đó chương trình đây là tốc độ của nó nè. Đó, tốc độ trong của nó giả sử như mà mình muốn cho tốc độ trong nó 3000 là ở trong đây 3000 là giả sử xuống tầm cả 3000 đi đó 2500 nha đó 2500 ở ngoài mình bấm bên đây là chỉ còn được có 2100 thôi không lên được 4000 5000 đó mình muốn mở lên đó là bấm hai nút này bây giờ 20 13 2013 nha. Đó, trong mình bấm nút S nè. Đó. B1 nè, mình vô nè. Mình muốn cộng lên. Đó. Cho 3000 đi. Trong mình luôn lại. Đó là phần mở tốc độ trong. Ngoài mình bấm lên tầm cả 3000. Đó, đó là phần tốc độ trong nha. Còn phần mà chuyển đổi mà khóa mật khẩu là chương trình 18 nha. Và đó B2 là chương trình đảo chiều nha. B2 chương trình đảo chiều là chạy ngược á, là giả sử trường hợp mà máy mà chạy nó bị uốn cam hay là chạy chạy ngược là B2 nha. Đó, còn mình để mình cộng lên số 18. Đó, để cộng lên số 18 nha. Rồi và mình đổi mật khẩu của nó. Đó, 18 nè. Xong nhắn vô nè, đó mật khẩu của nó là 2013 nè. Đó bây giờ mình sẽ đổi con số 2 này thành con số 1 nè. Đó xong mình lưu lại. Đó rồi bây giờ mình vô mật khẩu cũ 2013 thử được không nha. Đó. Không. Rồi, 3 nè. Đó bây giờ có mật khẩu cũ nó là sao nó sẽ không ra được. Đó, tại vì mình đổi rồi. Tại vì mình đổi của nó rồi. Bây giờ mình vô lại thành con số 2 thành số 1 rồi. Đó, bấm nút S. Nè, 1 nè, 0 nè, 13 nè, 13 nè. Đó, lại nhìn xe nhảy vô. Rồi bây giờ mình sẽ đổi lại mật khẩu cũ nha, cho dễ nhớ. Đó. Nghe, nhớ chương trình số 18 nha mọi người. Đó, xong mình bấm dấu cộng nè. Bấm dấu B nè. Đổi lên, đó, mình đổi tùy ý theo sở thích của mình, đổi sao cho dễ nhớ. Trường hợp mà công nhân hay là khi được thì được ngay. Khi tốc độ thì mình phá đổi mật khẩu riêng của mình, xong bấm nút luôn. Đó, vậy là ok rồi. Đó, để bấm đi vô thử thôi nè. 20 nè. 3. Đó, vậy là thành công rồi nha. Đó, thì mọi người muốn đổi mật khẩu hay là chỉnh tốc độ là đều nằm B1 là chỉnh tốc độ, B18 là chuyển đổi thay đổi mật khẩu. Đó thì mọi người cứ làm theo nha. Rồi chúc mọi người thành công nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người clip tiếp theo nha.